Chúa ơi, mọi linh hồn xin đều dâng lên cho Ngài. Chúng con xin dâng lên Chúa một tiếng hát ca ngợi. Ngài, như người hơn tất cả mọi thứ, điều gì tốt đẹp nhất xin dâng lên cho Ngài. Thank you.
lạy cha ruột của chúng con. Chúa ơi, trên trong giờ phút này đây, chúng con dù ít người nhưng vẫn luôn thờ phượng Ngài. Xin Chúa ban phước cho mỗi quý ông bà anh chị em chúng con có mặt hiện diện nơi đây, để những gì chúng con nghe được ngày hôm nay, những gì chúng con học được ngày hôm nay đến từ Chúa và chúng con làm theo. Xin Chúa cũng ban phước nhắc nhở cho những quý ông bà anh chị em đang trên đường đến hoặc đang vì một vấn đề gì đó không thể đến với nhà chúng ngày hôm nay. Xin Chúa cũng nhắc nhở luôn để tuần sau họ có thể đến cùng thờ phượng Chúa với chúng con. Và Chúa ơi, tình hình ở Việt Nam, dịch bệnh vẫn còn đang rất là khó khăn. Xin Chúa ở cùng với những cơ đốc nhân, những người theo Chúa để họ có thể là ánh sáng của thế gian, là muối của đất, là một điểm tựa cho những con người không biết đến Chúa. Và từ đó, Chúa sẽ được biết đến nhiều hơn qua dịch bệnh này. Và Chúa ơi, chúng con xin dâng lên cho Chúa buổi thờ phượng ngày hôm nay, cũng như bài hát tiếp theo, vượt trên tất cả, vượt trên hết tất cả mọi thứ, năng quyền của Ngài, sự quyền hiệu của Ngài là lớn hơn tất cả mọi thứ. Ngài có thể đẩy lùi dịch bệnh, Ngài có thể đẩy lùi những khổ đau mà chúng con đang phải vượt qua. Chỉ cần chúng con tin và lời hứa của Ngài, chỉ cần chúng con tin là Ngài là đến cứu chuộc chúng con. Mọi sự con xin dâng lên cho Ngài thành kính cầu nguyện.
vì Ngài đã hy sinh mạng sống Ngài vì tội của chúng con. Xin chúng ta được ngồi.
Vâng, thì bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện. Xin tất cả chúng ta cùng, nếu có thể được, chúng ta cùng quỳ gối, chúng ta đọc lời cầu nguyện chung, và sau đó mình sẽ nghe lời cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Lạy Cha yêu thương, chúng con biết chắc rằng Ngài đang nhìn xuống mỗi người trong chúng con, và mỗi tấm lòng chúng con xin được mở ra để tiếp nhận ơn của Ngài, để tiếp tục bước đi trong những ngày. Và chúng con biết chắc rằng khó khăn còn trước mắt, nhưng chúng con đầu tạ ơn Cha vì chúng con không cô đơn bao giờ. Và chúng con tạ ơn Cha vì tất cả những điều kỳ diệu Ngài làm trên cuộc đời của mỗi chúng con. Và trên hết, chúng con tạ ơn Cha vì Ngài gìn giữ cho mỗi chúng con, để chúng con giữ lòng trung tín với Cha. Lạy Cha yêu thương, xin ở cùng chúng con, xin nâng đỡ chúng con những lúc mệt mỏi, ngã lòng. Xin ơn Cha đặc biệt ban phước cho những người đang ở trong tâm bão, những khó khăn, những lo sợ. Cha biết hết, con biết chắc rằng Cha biết hết, và con tin rằng tất cả đều là những cơ hội để cho mỗi người chúng con càng nhìn thấy được quyền năng của Ngài, sự vinh hiển của Ngài, tình yêu thương của Ngài bao bọc chúng con từng giờ, từng phút một, để anh chị em chúng con tiếp tục được sống động và được làm chứng nhân cho Ngài giữa một thời đại rất lịch sử đang diễn ra trước mắt chúng con. Chúng con tạ ơn Cha cho chúng con được sống, cho chúng con được ca hát, cho chúng con được thờ phượng Ngài. Và chúng con cầu ơn Cha cứ ở cùng chúng con mãi mãi. Chúng con hết thảy hiệp nguyện, tạ ơn và cầu xin trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa yêu thương của chúng con. Amen. Xin tất cả chúng ta cùng ngồi. Chúa ơi, con tin Ngài. Chúa ơi, rằng Ngài luôn ở cùng với mỗi anh chị em chúng con. Nguyện xin Chúa cho chúng con biết rằng Chúa luôn đi cùng với chúng con. Để đi đây chúng con dâng lên sự mệt nhọc, sự đau khổ, bệnh tật chúng con cho Chúa, và luôn nhớ rằng Chúa luôn đi cùng với chúng con. Thank you.
trên đàn sẽ ví như 10 trinh nữ cầm đàn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô dạy, 5 cô khôn. Các cô dạy đem đàn nhưng không mang theo dầu. Mấy cô khôn đem bình dầu theo đàn của mình. Vì chàng rể đến trễ nên tất cả các cô buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm có tiếng gọi lớn, chàng rể đến kìa, hãy ra tiếp đó. Các trinh nữ đều thức dậy, khiều đàn cho xa, lên cho sáng. Các cô dạy nói với mấy cô khôn, xin các chị chia cho chúng em một ít dầu, vì đàn chúng em sắp tắt. Mấy cô khôn trả lời, không được, sợ không đủ cho cả chúng em và các chị. Tốt hơn các chị nên ra cửa hàng mà mua. Nhưng đang khi các cô gái kia đi mua dầu, thì chàng rể đến. Những cô gái kia đã sẵn sàng thì vào dự tiệc cưới cùng chàng rể và cửa đóng lại. Sau đó các trinh nữ kia mới trở về kêu xin, chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi vào với. Người chủ đáp, tôi nói thật, tôi không biết các cô là ai. Vậy hãy thức tỉnh, vì các con không biết ngày, cũng chẳng biết giờ con người đến. Giờ này xin mời sư cha chia sẻ lời Chúa và lời Kinh Thánh. Các bạn chị em, vui được cảm ơn rất vui vì hôm nay quý vị được trở lại với hội thánh của Chúa tại đây. Có lẽ chúng ta đang ở trong mùa dịch, cho nên hội thánh của Chúa ở đây cũng như hội thánh khác chúng ta đang ở trong nhóm online, và tôi tin rằng online này nó cũng có lợi cho những nhất là những người ở xa, cho nên tôi cũng xin chào tất cả quý anh chị em đang ở xa, ở các nơi khác hoặc là các anh chị em ở Việt Nam nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta thuộc về Ngài, mặc dù có những biến cố như dạng vừa nêu ra. Biến cố rất là gần đối với chúng ta, không phải ở trong xứ của chúng ta tại Mỹ đây, hoặc là các anh chị ở Việt Nam, tôi cũng đọc tin tức ở Việt Nam cũng biết rất là nhiều khó khăn, nhất là quý anh chị em phải bị cách ly và ở luôn trong nhà. Mà hôm qua khi tôi nói chuyện với một vị mục sư trong ban phiên dịch Kinh Thánh, thì ông nói rằng tôi suốt 8 tuần nay tôi ở luôn trong nhà, không đi đâu được hết ở Việt Nam. Cho nên thì đây là một điều mà chúng ta tiếp tục cầu nguyện, bởi vì có tôi thấy Chúa ở luôn trong nhà, rồi các hội thánh của Chúa cũng gặp những khó khăn. Tôi cũng nghe được nhiều tin tức về cộng đồng hơn của chúng ta, nhất là những người lao động không đi ra, không làm việc được, không có tiền, cho nên rất là khó trong những vấn đề sinh sống hàng ngày. Cho nên chúng ta cầu nguyện điều đó. Nhưng trở lại với anh chị em và tôi là những người công dân của Chúa, chúng ta đang sống trong thời đại này, thì thái độ của chúng ta thế nào? Thì có một câu Kinh Thánh mà nó giúp đỡ chúng ta, đó là trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 13 có nói đến một câu, tức là hãy đứng vững trong Chúa. Cho nên chúng ta dùng một câu hãy đứng vững trong Chúa đó, tức là muốn đứng vững trong cái thời đại cuối cùng của chúng ta. Thật sự trong thời đại cuối cùng này rất là dễ có nhiều tin tức, nhất là những tin giả đang bao trùm chúng ta khắp nơi, và đôi khi họ lái cái tư tưởng của chúng ta lệch đi những chiều hướng khác và làm cho chúng ta đôi khi sao động đức tin của chúng ta. Vì vậy tôi muốn anh cùng anh chị em hãy tìm
để chúng ta có thể đứng vững trong cái thời đại cuối cùng này. Trong Ephesians 6 câu 13 có ghi: vậy nên hãy lấy một khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn một sự rồi anh em được đứng vững vàng. Khi thắng hơn một sự rồi anh em sẽ được đứng vững vàng. Chúng ta cảm ơn Chúa về lời này, mà Chúa giúp đỡ cho đây chúng ta. Như vậy thì trong cái thời đại cuối cùng này chúng ta gặp những cái rắc rối nào, những cái khó khăn nào, tôi muốn nói đến những cái điểm nào để cho chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong thời đại cuối cùng. Thật sự có nhiều điều trong cái thánh kinh, nhưng mà tôi muốn nêu ra một số thôi. Thứ nhất là có 8 biến cố, nó vẫn quá gợi ý để chúng ta biết về thời kỳ nào là cuối cùng. Thứ nhất là văn minh tiến bộ vượt bậc của thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Cái thứ hai là dệt rễ như chúng ta đã chứng kiến. Thứ ba là du lịch của thế giới đang phát triển. Cái thứ tư là tiên tri giả và Christ giả, là Chúa Giêsu giả. Thứ năm là lòng yêu mến Chúa ngủ dần của các nơi trên thế giới. Và thứ sáu là thiên tai dồn dập. Thứ bảy là chiến tranh giặc giả hoạn nạn. Và thứ tám là tất cả những diễn biến nơi đất Do Thái. Đây là một đề tài rất là dài, rất là rộng, cho nên hôm nay không có đủ thời gian, cho nên tôi chỉ nói một phần mấy điểm chính mà thôi. Còn những phần còn lại có dịp nào khác thì chúng ta sẽ học hỏi những vấn đề này. Thưa anh chị em, thứ nhất là trong thời đại của chúng ta có thể nói là một thời đại Internet, hay là nó là thời đại về kiến thức. Trong cái thời đại kiến thức này chúng ta trong cái thời đại này chúng ta thấy được cái sự kiến thức của con người gia tăng rất là nhanh. Anh sẽ thấy rằng trong khoảng năm 1100, tức là cách đây khoảng 1000 năm thôi, thì con số nó khoảng chiếm ở trong đẳng đơn vị. Nhưng mà hôm nay sự tiến bộ nó trên 500 và đã đến 1000 rồi. Như vậy có nghĩa là kiến thức của con người trong khoảng thời gian vừa qua tiến bộ và mỗi ngày một tiến bộ. Cái tiến bộ này nó giúp ích được gì cho chúng ta? Thế nên giúp ích rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta có cái cell phone, chúng ta có internet, chúng ta có mạng, chúng ta có xe hơi, chúng ta có ngoại tiện, chúng ta có máy bay không người lái, chúng ta có robot, chúng ta có rất là nhiều. Tất cả những cái điều đó nó tạo cho chúng ta một cái tiện dụng trong những vấn đề sinh sống. Tuy nhiên tiện dụng đó nó chỉ ích lợi cho chúng ta trong đời này mà thôi. Nó tiện lợi cho chúng ta để chúng ta đi nhanh hơn, nó tiện lợi cho chúng ta để chúng ta nghe được xa hơn, ngay cả bên Việt Nam nửa vòng trái đất đi nữa mà quý anh chị em đang theo dõi hôm nay, anh chị có thể nghe được cái tiếng nói của tôi. Như vậy đó là một tiến bộ vượt bậc mà ông cha của chúng ta trước đây không bao giờ nghĩ đến. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Tuy nhiên tất cả những tiến bộ đó giúp ích cho chúng ta một phần, nhưng mà có nhiều tin tức giả cũng như là nhiều cái luận lý của con người họ lại không dùng cái điều đó để tôn cao Chúa. Đáng lý ra trong sự kiến thức biết nhiều đó thì người ta thấy được bầu trời rộng lớn, thấy được cái nhỏ bé của con người, thấy được sự cao cả trong sự sáng tạo, tạo ra những định luật và tất cả những điều đó đáng lý cho con người yêu mến Chúa hơn, thờ phượng Ngài nhiều hơn. Nhưng mà đa số con người ngày hôm nay là cậy vào những cái điều đó thêm lòng kiêu ngạo và xa lánh Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay chúng ta thấy là hội thánh không phải hội thánh ở Việt Nam mà thôi, nhưng mà ngay các hội thánh Mỹ đây, tôi có nhiều người bạn để cho biết rằng trong cái thời đại đó thì thời đại chúng ta các tín đồ trong các hội thánh giảm xuống, đi nhóm lại thông thường rất là nhiều. Tại sao kinh tế phát triển, tại sao kỹ thuật
một trong những một điều chúng ta thấy. Cũng đưa đi qua phần thứ khác, đó là về các tiên tri giả. Trong tiên tri giả thì anh chị em biết rằng trong thời đại của chúng ta có rất là nhiều tiên tri giả. Từ năm trong những ngày gần đây thì chúng ta đã biết rằng có rất là nhiều người nổi lên và họ xưng mình là Chúa Giêsu, họ xưng mình là đấng Chúa cứu thế. Tôi có một người bạn ở ở Bồ Lan và ông đó có thường đã đi qua bên Nam Dương để tham quan cũng như dự những hội đồng cũng đối với những người Nam Dương bên đó, Indonesia. Và có một người hỏi rằng cái nan đề của Hội Thánh ở Nam Dương, Indonesia là gì? Thì ông ta nói rằng không phải là Hồi giáo, mặc dù đó là một quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên cái nan đề của chúng tôi đang đối diện đó là các Hội Thánh tại đạo. Và họ đang tìm đủ một cách để lái theo con dân của Chúa, đi sai lời của Ngài. Và họ dùng một vài chữ, một vài câu trong một đoạn kinh thánh nào đó để họ hướng dẫn đi sai. Thì đây là một điểm mà chúng ta thấy rằng nó đưa đến một điểm làm dịch là Hội Thánh của Chúa rất là nhiều. Chúng ta biết rằng tiên tri giả này trong những ngày gần đây, ví dụ như trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà chúng ta đã đạt đến là có khoảng 60 thủ lĩnh các giáo phái tự nhận mình là Chúa Giêsu thứ hai hoặc là hiện thân của Chúa Trời. Điều này không đúng, nhưng mà vẫn có những người khác, ví dụ như Hội Thánh Chúa Trời Mẹ mà chúng ta đã đạt được ở Việt Nam. Cách đây không lâu tôi đi vào trong mà có một anh người Việt Nam rất giỏi, vì người Mỹ đã đem anh qua bên này để huấn luyện cho các nhân viên của các nghiệp đoàn của các công ty Mỹ khi họ đầu tư Việt Nam để học biết về phong tục tập quán cũng như thị trường Việt Nam. Anh ta đi nơi này nơi kia, anh ta thuyết trình cho các công ty, nhưng mà tôi anh cũng đi vào trong các hội thánh Việt Nam, tôi nghe được một số bài giảng của anh. Anh nói rằng chúng ta không cần tin Đức Thánh Linh, vì cớ có nhiều nơi, nhiều chỗ thì trong các thư của Phaolô nói rằng cầu xin ân điển Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời mà thôi, chứ không có nhắc đến Đức Thánh Linh, cho nên tôi nghĩ là không có Thánh Linh. Anh ta nói điều đó không đúng, mặc dù có một vài câu, có một vài chỗ, ví dụ như trong sách Ephesians đoạn 6, 23 có ghi cầu xin sự bình an, tình yêu thương, đức tin từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giêsu Christ ở bên này. Câu này chỉ có hai ngôi thôi, tức là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu. Và anh ta tiếp căn cứ vào một câu này và anh ta nói rằng không có Đức Thánh Linh, không đúng. Nhưng mà chúng ta đọc kế tiếp rồi cũng cũng được chút con phô đôi chỗ khác ở trong cơ đơn tôi thứ 2 đoạn 13 câu 13 thì nguyện nhìn xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ, tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao tương giao của Thánh Linh ở bên đây. Như vậy có bằng không? Anh thấy đôi khi người ta chỉ căn cứ vào một câu kinh thánh. Đôi khi người ta chỉ căn cứ vào một câu kinh thánh thôi, mà chính một câu kinh thánh đó lại là làm cho người ta đi sai với lời của Chúa. Một người bạn của tôi muốn định xuống ở dưới Florida, con nói rằng anh ta muốn xuống dưới đó để mà học di chuyển xuống dưới đó, không dưới đó. Nhưng mà ta khi liên lạc với một ông mục sư, thì ông mục sư đó nói rằng nếu ai mà nêu danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm thì anh ta không cho vào trong hội thánh của anh ta và bắt phải làm phép báp têm lại, chỉ làm báp têm trong danh Chúa Giêsu mà thôi. Tôi thấy điều đó không đúng. Chúa Giêsu bảo rằng hãy nêu danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm, và tại sao lại đặt như
Cho nên cái tương tự như vậy có rất là nhiều. Tôi muốn nói rằng thêm, chúng ta nên thẳng cảm trong cái vấn đề này để cho chúng ta có thể đứng vững được. Đồng thời của Chúa nhắc là những tài giả ở bên ngoài. Điểm khác mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em tại đây, đó là dịch lệ như anh chị em biết rồi. À, dịch lệ này không phải đến ở một nơi nhưng mà ở toàn thế giới. À, nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy những nơi người ta đốt xác ở Ấn Độ, khi chúng ta nhìn thấy những cảnh ở Ba Tây, những nơi người ta chôn người cả nhiều mộ đất và đầy cả những cái ngôi mộ mới, như ở Peru chúng ta thấy thật là kinh khủng. Và đến ngày hôm nay, cách đây vài ngày thì tôi đã coi lại, người ta thống kê được là cả 4.465.000 người đã qua đời. Điều này không mới lạ, nhưng mà trong Kinh Thánh đã nhiều chỗ đã ghi đến cái sự đó. Nhưng mà trong thời đại của chúng ta thì cái điều đó càng nhiều hơn, và đưa cho chúng ta đến một chỗ chúng ta mới là ngày của Chúa đã gần rồi. Điểm khác mà chúng tôi muốn nói nhanh đây tại đây đó là ngành du lịch đã gia tăng. Dĩ nhiên trước cái ngày dịch đây thì du lịch thế giới rất là gia tăng. Như trong Cô Kinh Thánh, trong Daniel có ghi là đoạn 12 câu 4 có ghi nhiều cái sẽ đi qua đi lại. Nhiều cái đi qua đi lại có nghĩa là trong thời đại cuối cùng ngành du lịch sẽ phát triển thật mạnh mẽ. Và chúng ta đã thấy được cái điều này trong cái việc biểu đồ mà chúng ta đã thấy. Ví dụ ngay cả ở Việt Nam đi nữa thì chúng ta cũng đã thấy được là có nhiều triệu người đi du lịch ở đến đó và đi nữa, và cái ngành du lịch phát triển thật là vượt bậc. Thưa anh em, tôi muốn nêu ra một số những cái biến cố nó xảy ra trong thời đại của chúng ta để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta đang đứng ở chỗ nào. Chúng ta đang ở trong thời điểm đó là ngày tái lâm của Chúa đây gần đến rồi. Và khi chúng ta biết được những điều đó thì lòng của chúng ta, tâm trí của chúng ta, tư tưởng của chúng ta phải đặt ở chỗ nào để thích ứng với cái môi trường đó. Mà hầu khi Chúa đến thì chúng ta không phải là người ở lại, nhưng mà chúng ta sẽ được tiếp rước đi với Chúa, được rước với Ngài. Cho nên tôi muốn chuyển qua một câu chuyện của 10 người được đổ trên để khích lệ anh chị em cái thái độ của chúng ta trong thời đại cuối cùng, để rồi chúng ta có thái độ đúng và chúng ta bước đi trong cái chỗ đúng đó, để mà hậu đời sống chúng ta khi Chúa tới ra bất cứ lúc nào thì chúng ta sẽ được tiếp rước đi với Ngài. Nếu có dịp nào khác thì tôi sẽ đưa chi tiết anh chị em về những cái thời điểm trước sau thế nào khi Chúa tái lâm, để rồi chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong cái thời điểm thế nào, để hồi thời điểm kế tiếp thì chúng ta sẽ ra sao. Nhưng hôm nay tôi muốn nhìn với anh em một cái thái độ của chúng ta là chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng chưa. Trong cái câu chuyện của 10 người nữ đồng trinh mà chúng ta đã nghe đọc hôm nay, đó là nói về có 10 cô gái đồng trinh đi dự tiệc cưới. Và trong khi đi dự tiệc cưới này thì 5 cô khôn và 5 cô dài. 5 cô khôn đem theo dầu và 5 cô dài không đem theo dầu. Và cuối cùng 5 cô khôn thì được vào dự tiệc và 5 cô dài thì bị ở ngoài. Có lẽ khi đọc cái câu chuyện này thì chúng ta là những người Việt Nam, theo phong tục của Việt Nam thì chúng ta ít hiểu được cái thủ tục nó ra sao. Đối với người Do Thái trong thời của Đức Giêsu thì một lễ cưới người ta thường tổ chức ban đêm chứ không tổ chức ban ngày. Khi người ta tổ chức ban đêm và những người tham gia trong lễ cưới đó thì đều phải là những người có sách theo một cái này. Trước hết là ở tại nhà phía bên nhà nam nơi trần đề, thì khi đến ngày đó họ không, bao ngày họ không đi,
cái mức độ của gia tộc của họ, có thể họ giới thiệu, có thể họ có nhiều chi tiết trong đó, cho nên nó không có hạn định của Chúa Giêsu là bao lâu. Và khi họ làm xong cái lễ đó rồi thì họ sẽ đến một nơi gọi là nơi dự tiệc, và những người dự tiệc sẽ đến đó để cùng dự tiệc cưới. Và khi họ đã vào đó rồi và chồng rể vào rồi và con khách vào rồi thì họ đóng cửa lại và không chấp nhận người nào đến sau giờ đó cả. Thì đây là cái trường hợp mà chúng ta đã học, tức là có 10 cô gái đồng trinh và đây là những 10 người khách để đến dự. Cái sự việc nó xảy ra là sau khi trong cái thánh có nói là vì chồng rể đến trễ, có nghĩa là họ đã đến nhà gái họ làm lễ tương đối hơi lâu, cho nên họ đi đến nhà hàng để mà ăn thì cũng trễ nữa, và những người khách là chỉ được đến nhà hàng thôi chứ không được đi theo với cái người gia đình nhà trai nhà gái. Họ đợi cho đến khi nào mà chồng rể làm lễ xong để đến nhà hàng và họ cùng đem đàn đến để được chồng rể đón vào thì mới dự tiệc. Và khi chồng rể đi vào và cũng những khách mỗi người đều cầm cái đàn sáng thì mới được cho vào, người nào mà không có đàn thì họ cũng không cho vào. Và khi họ đi vào xong hết rồi thì họ đóng cửa lại, bất cứ ai đến trễ đến sau thì không được vào và bị ở ngoài. Cái đấy là một câu chuyện, nó cái tục lệ là như vậy đó. Cho nên chúng ta mới hiểu thêm được cái câu đoạn kinh thánh mà chúng ta thấy ở đây. Mười cô trinh nữ đây đều là những người khách mời. Những người khách mời này họ phải mỗi người phải dự bị một cái đàn riêng cho mình để trực sẵn, đợi cho khi nào chàng rể làm xong cái thủ tục ở nhà gái rồi thì họ sẽ đến nơi dự tiệc và họ cùng sắp đàn đi đến đó để vào cùng dự tiệc luôn. Người nào mà không có thì phải ở ngoài. Ba cô dạy này không đem dầu theo, cho nên xin người bạn của mình để san sẻ dầu của mình thì người bạn đó cũng từ chối vì nói rằng ai là sẽ thiếu cho cả hai chăng, cho nên mấy chị nên đi ra ngoài thì mà mua. Khi họ đi mua thì cuối cùng họ đã đi vào đến đó trễ rồi, mặc dầu đang họ còn sáng nhưng trễ rồi, có nghĩa là cửa đã đóng rồi. Đấy là một câu chuyện đối với người Việt Nam của chúng ta phải đi dông dài một chút về cái thủ tục như vậy để chúng ta có thể hiểu hơn. Cái lý do mà năm cô dạy đó không được vào dự tiệc đó là vì cô ta thiếu dầu, cô ta không đem dầu theo. Điều này đưa đến một bài học hỏi cho đời sống của anh chị em và tôi. Chúng ta là những người đang sống trên trần gian này, chúng ta đang chờ đợi ngài Chúa Giêsu tái lâm, và chúng ta đang tìm đủ một cách để có thể sống đề đầu ngài. Nhưng cái điều có những lúc trong đời sống của chúng ta như những cô dạy kia, lúc đầu chúng ta đàn của chúng ta có thể rất là sáng, lúc đầu đàn của chúng ta có thể là không có gì trở ngại cả, nhưng mà đến cái lúc tốt rồi thì chúng ta thấy dầu. Dầu đây thường nó tượng trưng cho Đức Thánh Linh của Chúa ở trong cơ đốc nhân. Thánh Linh thường biểu hiện nhiều cách khác nhau, nhưng trong bài hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến chữ thiếu dầu. Có những lúc trong đời sống của cơ đốc nhân chúng ta đủ dầu lúc mới tin Chúa, chúng ta đủ dầu khi chúng ta làm việc một khoảng thời gian, nhưng mà có một lúc nào đó trong đời sống của chúng ta làm dầu chúng ta mất đi, thiếu đi và không đủ dầu để chúng ta có thể tiếp tục. Anh chị em có thấy đời sống của ông Samson không? Ông Samson là một người rất là mạnh khỏe, và Kinh Thánh nói rằng ông có Thánh Linh của Chúa ở trong ngay từ khi trong lòng mẹ. Và Kinh Thánh lại nói rằng ông có một giao ước của mẹ, ông giao ước là giao cạo không được cạo qua khỏi đầu ông, có nghĩa là tóc đó vẫn còn thì ông còn Thánh Linh, nếu tóc đó mất đi thì ông sẽ Thánh Linh không còn nữa. Ông biết điều đó vì cớ cha mẹ dạy con,
Nhưng thưa anh chị, trong khoảng thời gian đầu ông ta rất là mạnh khỏe, ông ta đánh ông thám đó và làm những việc phi thường, sức mạnh phi thường, đem Philippines sợ hãi. Nhưng cuối cùng thì ông ta đã bị ru ngủ dưới đùi của Danila, và cuối cùng ông ta tưởng rằng mình vẫn còn thánh linh. Ông ta ngủ và cô Danila đã cạo tóc của con. Thánh linh của Chúa rời khỏi Samson, nhưng Samson không bao giờ ngờ đến nơi đó, không biết đến nơi đó, bởi vì thánh linh không cảnh báo cho ông, nói rằng Samson, ngươi đã bị cạo đầu rồi, bây giờ đây ta không còn ở với ngươi nữa. Không, thánh linh không nói được. Khi cạo xong, ông ta vẫn tưởng rằng sức khỏe của mình còn, ông ta đứng vùng dậy và bày tỏ cái thái độ mạnh khỏe của mình, nhưng cuối cùng thánh linh không còn ở đó ông, và ông thất bại. Cuối cùng người trở thành một người tù tội vì mất mát, bị sai lúa, sai cối và nhục nhã cho đời sống của mình. Thưa anh chị, trong đời sống của chúng ta có những lúc chúng ta lúc đầu chúng ta hái, lúc đầu chúng ta khỏe mạnh, lúc đầu chúng ta đầy dậy thánh linh, nhưng mà nếu chúng ta không giữ theo đường của Chúa, rất có thể là chúng ta sau này sẽ bị thánh linh của Chúa buồn lòng và ngài lìa khỏi ta lúc nào chúng ta không hái. Và Chúa giúp đỡ cho anh chị em và tôi để chúng ta thấy được rằng chúng ta thuộc về Chúa và đời sống của chúng ta phải luôn đứng vững trong Ngài. Chúng ta đừng để cho thánh linh của Chúa rời khỏi đời sống của anh chị em và tôi. Anh chị em và tôi cầm trong cầu nguyện trong thánh linh. Tôi không biết anh chị em có nghĩ gì về cái cầu nguyện trong thánh linh. Cầu nguyện trong thánh linh có nghĩa là đôi khi thánh linh của Chúa đến với chúng ta và phải hướng dẫn chúng ta cầu nguyện theo cái ngôn từ mà đôi khi khác với cái ngôn từ bình thường. Đây là cái cầu nguyện đặc thiết lại. Có một số giáo hội thì nó là không đồng ý với điều này, nhưng cũng có một số giáo hội thì nói rằng cái điều đó không có gì sai, bởi vì chính ông Phaolô là người cũng đã nói rằng trong các anh em tôi là người đã mới tin lạ nhiều hơn tất cả. Như vậy thì ai cả đời sống con phố đô tại đây, chúng ta hãy nói với nhau rằng chúng ta bước theo Chúa và chúng ta không nói tiếng lạ giữa những đám đông, nhưng mà trong nơi kín của mình, khi chúng ta cùng nhau để thánh linh của Chúa đến với anh chị em và tỏ cho anh em có thể nói nhiều thứ tiếng khác, thì cái điều đó đối với trong công việc của tôi, Chúa có dạy chúng ta và chúng ta có thể thực hiện được điều đó trong cái nơi kín nhiệm của mình của Chúa. Và những khác, chúng ta thấy rằng trong công dân của Chúa có nhiều người đã cầu nguyện, ai là những nguyên ngập trong đời sống của mình. Từ Abraham đã cầu nguyện trong lúc khốn khó, ông Gia-cốt đã cầu nguyện, ông David cầu nguyện, Tiên Tri cầu nguyện, Chúa Giê-xu cầu nguyện, Phê-rơ, Phao-lô cầu nguyện. Và chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta cũng cầu nguyện thật là nhiều người. Ao ước rằng sự có tinh thần cầu nguyện đó sẽ giúp đỡ cho đời sống của anh chị em. Điểm khác mà chúng ta cần phải thêm, đó là không phải cầu nguyện mà thôi, nhưng chúng ta cần đọc lời của Chúa thật là nhiều. Chúng ta cần đọc lời Chúa thật nhiều để giúp đỡ cho chúng ta. Với những thế giới bên ngoài có nhiều tin tức khác nhau, dễ làm cho chúng ta dao động. Nhưng thưa anh chị em, nếu chúng ta nhờ cậy được Chúa, Chúa sẽ giúp đỡ
cảm thấy vui Chúa. Thường ra chúng ta trong xã hội này, sáng mở mắt ra chúng ta mở TV để đi coi tin tức, sáng mở mắt ra chúng ta ta bấm Facebook, kêu internet, và chúng ta nhiều tin tức xung quanh của chúng ta, và đôi khi là chúng ta cuốn hút vào những cái điều đó. Và tôi cảm thấy, tôi nói Chúa ơi, xin giúp đỡ cho mỗi buổi sáng thức dậy, Chúa giúp đỡ cho con là phải cầu nguyện trước, và thứ hai phải đọc hai bộ kinh thánh trước, trước khi đụng chạm đến cái màn ảnh của mình, trước khi đụng chạm đến cái cell phone của mình. Thì đó, thật sự khi tôi bắt đầu cái điều này đó, thì tôi thấy à, mình thấy tươi mới hơn, mình thấy mình bình an hơn, mình thấy mình gần với Chúa hơn. Đây là những cái kinh nghiệm nhỏ trong đời sống, và tôi thấy là điều đó Chúa giúp đỡ cho đời sống của chúng ta. Ước mong mình Chúa giúp đỡ cho đời sống của anh em hãy cầm đặt lời của Chúa, coi như cầm gương của Đức Chúa Trời, và chính gương đó sẽ giúp đỡ cho anh em có một đời sống thật an. Có lẽ chúng ta thấy điều đó không? Không sao. Okay. Mong rằng tất cả anh chị em và tôi để chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta tin cậy nơi Ngài, vì cớ Chúa chúng ta Ngài muốn thì chúng ta thành công, Ngài muốn cho chúng ta đắc thắng, Ngài muốn cho chúng ta để chúng ta có thể đứng vững trong ơn Chúa trong ngày sau rút này. Trong cái thánh nói rằng khá trung tín cho đến chết, hầu cho ta sẽ mang cho các ngươi bảo trì thêm sự sống. Với cái tuổi ta lớn như tôi và gia đình tôi, vợ tôi, thì trong những thường năm cùng người chung với nhau, tôi nói là Chúa xin Ngài giúp để cho con trung tín với Chúa đi đến cuối cùng. Có rất là nhiều những người trước tôi, lúc đầu họ sẽ trung tín với Chúa, nhưng mà trong cuối cùng đôi khi cái trung tín của Chúa nó không còn nữa. Và cái điều đó nó rất dễ đến với mọi người. Chúng ta không thể cạnh được sức riêng của mình, nhưng mà chúng ta hãy cạnh được sức của Chúa. Khi chúng ta cạnh được sức của Chúa thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta có một đời sống đặc sản. Mình chưa giúp đỡ cho anh chị em và tôi để chúng ta tiếp tục nhờ cạnh nơi Chúa để chúng ta có thể đứng vững trong ngày cuối cùng. Nhất là chúng ta đừng để cho mình hụ dầu hay là thiếu dầu. Câu chuyện chung mà tôi muốn kể trên trước khi kết thúc. Tôi đi cách đây khi tôi còn hầu Chúa ở Thánh Thiên Âm Seattle, tôi được mời giảng ở Hội Thánh ở Los Angeles. Thì khi tôi đi xuống dưới kia giảng, thì đi ngang qua cái cầu của hai chữ vàng, thì tự nhiên cái xe của tôi trái lửa lên và khói. Vì cớ là ở đi cầu cho nên tôi phải chạy ra khỏi cầu, tôi mới dừng lại. Và khi tôi dừng lại thì cuối cùng để lại không đổ vào cái xe bị hư hoàn toàn. Tôi đi đến người thợ hỏi cái lý do tại sao xe của tôi chạy, thì anh ta nói rằng tại vì ông không xếp dầu kỹ trước khi ông đi, xe còn bị hết dầu. Cho nên tới cuối cùng chạy từ cái Seattle mà xuống dốc lên đi ba tiếng hồ, cho nên nó nóng quá nó bốc cháy. Và cuối cùng thì tôi phải thay toàn bộ cái máy đó mới có thể trở về Seattle này là được. Tôi muốn nói đôi khi trong đời sống của chúng ta trên bước đường theo Chúa, chúng ta quên xây dầu đi. Chúng ta quên không biết mình thấy lên của Chúa ở trong chúng ta hay không, và chúng ta bận rộn những cái điều này điều khác. Nhưng thưa anh em, hãy cầu nguyện
Chúa Giêsu để giáo của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con thuộc về Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã đấng luôn chăm sóc đời sống của anh chị em con. Chúa theo dõi chúng con từ khi chúng con mới ra đời cho đến khi ngày nay. Chúa thấy được tất cả những khó khăn, những nan đề, những thách thức, những tai họa, những biến cố. Và chúng con tin rằng Chúa nói với chúng con Ngài sẽ gìn giữ chúng con như con ngươi của bác Ngài. Vì vậy trong danh Đức Giêsu Christ con cầu nguyện phước trên các anh chị em chúng con tại đây. Nguyện Chúa ban cho họ có đức tin vững vàng nơi Chúa, nhất là họ đầy dậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh đó sẽ ở với họ, làm cho rằng dầu họ cứ sống được lên vì những thách thức khó khăn, thì Chúa có đến nay mai thì ở nơi đây anh chị em con sẽ nghe được tiếng phán mặt Chúa với đệ tớ ngay nhận trung tín kia được lập. Hỡi cha giáo xin ở với em con, chúc phước để cho em con cảm ơn Ngài. Ai trong anh em đang đứng tại đây hoặc là những người ở nhà, nếu anh chị em có đau ốm bệnh hoạn nào thì anh chị em hãy đưa ta lên và chúng ta cùng hội thảo những vấn đề đó. Tôi thấy một người Chúa yêu dấu của chúng con ơi, Chúa biết đời sống của chúng con tại đây, chúng con tin rằng Chúa chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài muốn cho chúng con khỏe mạnh, Ngài muốn cho chúng con bình an, Ngài muốn cho con đắc thắng. Vì vậy trong danh Đức Chúa Giêsu Christ ở nơi Thánh Hôn tuyên bố tất cả những bệnh tật nào có trong thân thể của anh chị em của chúng con tại đây hoặc là trong mạng, Chúa hiểu được họ đứng ở chỗ nào. Trong danh Đức Chúa Giêsu ta truyền cho những đau ốm đó ra khỏi, và trong danh Đức Chúa Giêsu quyền năng sự chữa lành của Ngài đến vào. Vì cớ lời của Chúa đã phán rằng ta là Jehovah đấng chữa bệnh cho con, cũng lời Chúa phán rằng bởi lần roi của Chúa các con được lành bệnh. Vậy vậy trong danh Đức Chúa Giêsu Ngài chữa bệnh cho chúng con và chúc phước để cho con và cho chúng con sự bình an trong Ngài. Còn dâng lên con chị em con trong cánh tay của Chúa toàn năng, trong sự chữa lành của Ngài, và cùng nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Ngài. Và không nao núng khi sống.
năng quyền của Đức Thánh Linh ở với cùng anh chị em như con đang đứng tại đây